Tiến xin nước vui vẻ chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì Tiến lại quay công việc của anh Dũng hàng ngày để chia sẻ cho cô chú anh chị em. Vô hay dạ? Thì chia sẻ cho cô chú anh chị em biết là công việc của anh Dũng hàng ngày là anh Dũng đi lặn đất sình, nhưng cặp mắt của anh Dũng 10 phần chỉ thấy được 3 hoặc 4 phần thôi. Đó. Thì cái công việc này rất là cực khổ. Thì mục đích Tiến là quay chia sẻ cho anh Dũng là để kêu gọi cho cô chú anh chị em đóng góp, đặng muốn cho anh Dũng một cái mái nhà để che mưa che nắng. Thì thật sự mà nói thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị em thương anh Dũng, kêu Tiến làm cái công việc này để giúp cho anh Dũng. Thì Tiến sẽ quay sơ ngang công việc hàng ngày của anh Dũng là làm những gì. Anh Dũng thì Tiến cũng nói rõ luôn là anh Dũng không có vợ, cũng không có con. Lúc trước anh Dũng vẫn có vợ, nhưng vợ bị bệnh ung thư thì không may thì đã qua đời. Thì trước đó thì vợ của anh Dũng đã bệnh, thì cũng có mang thai 2 lần, nhưng mà không có cái nào thì cũng được bỏ hết đó. Mới mang thai thôi thì cũng đã hết chân, nên anh Dũng bây giờ không có con. Anh Dũng sống một mình, thì anh Dũng ở chung với một người em, một cha khác mẹ, là cũng như là ở đậu á. Hàng ngày anh Dũng thì nói chung ra cái cuộc sống anh Dũng là chỉ có lặn đất khùng thôi, chứ ngoài ra không có làm được công việc gì hết. Thì Tiến quay nhiều clip cho cô chú anh chị em thấy là cuộc sống anh Dũng như thế nào. Với phần cô chú anh chị em mà những mạnh thường quân mà chưa xem được đó, thì giúp đỡ cho anh Dũng. Thì cô chú anh chị em nào có muốn giúp đỡ cho anh Dũng thì liên hệ qua số điện thoại Tiến sẽ để trên màn hình đó. Thì liên hệ với Tiến nha. Thì cái clip trước Tiến quay trực tiếp thì có anh Tuấn. Anh Tuấn đã hỗ trợ cho anh Dũng là số tiền 10 triệu để mà mổ đôi mắt. Và số tiền đó thì anh Dũng thì mổ đủ rồi, tại vì có bảo hiểm. Vừa mổ mắt thì vừa đi ăn uống này, chắc Tiến nghĩ là bữa hổm thì Tiến cũng có cho một bà cụ nuôi 2 đứa cháu. Thì anh Tuấn, chị Nga rồi với anh Tuấn với anh Tuấn rồi nè anh Hùng, chị Nga đó, quên nãy nói anh Dũng quên lộn. Thì chỗ cho tiền là cái cô đó mổ mắt, thì bây giờ tới anh Dũng. Anh Dũng đây là rất là tội nghiệp luôn đó, nên cô chú anh chị em Tiến quay chia sẻ lên cho cô chú anh chị em giúp đỡ cho anh Dũng. Thì cái số tiền để mổ mắt đó tiến độ là cũng đủ rồi đó. Thì bây giờ thì mục đích là để quay kêu gọi cho cô chú anh chị em giúp cho anh Dũng một căn nhà nhỏ để ở. Thì mà anh Dũng đi làm á, ban ngày làm, ban đêm về có chỗ mà để ngủ ngơi đó. Chứ ở chung thì cô chú anh chị em cũng biết đó, khi mà mình ở chung một ở chung nhà ai đó thì nó rất là bất tiện, nó không có thoải mái như nhà mình. Dù cho anh em ruột đi cũng đi nữa thì nó cũng rất là khó khăn. Với lại nhiều cô chú anh em mình thường quân đó kêu Tiến kêu gọi đặng giúp đỡ đó, thì những cô chú đó thì cũng anh chị đó thì cũng có muốn giúp đỡ cho anh Dũng, thì mỗi một người chung tay góp sức một chút. Nói chung ra là anh Dũng là cô chú anh chị em có người, nhiều người không hiểu nói sao anh đi được, là nói chung là cũng vẫn thấy đường nha, nhưng mà 10 phần thì thấy chừng 3 phần với 4 phần thôi đó. Ảnh thì rất là hiền, ảnh không biết làm công việc cho cứ mướn ai mướn lặn thùng nè, thì một thùng thì tùy theo xa gần, như hiện giờ là thùng 1.300, từ đó giác đắp đây với giác đắp lên đây đó, cho ảnh có cái tiền để ảnh sinh sống. Chứ giờ anh Dũng là không biết làm nghề gì. Tiến cũng có bàn qua anh Dũng là kêu anh Dũng nếu mà khi mà mổ mắt á, là thứ nhất là không tiếp xúc với mà nước bùn sình này, tại vì mà lặn sình lặn đất này cô chú anh chị biết rồi, có khi cũng lặn đó, rồi ba cái nước sình nước dơ nè thì nó vô cặp mắt thì nó cũng
không có giữ vệ sinh lắm nên đôi mắt thì cũng nó cũng trở lại thôi. Nên bây giờ cái phương pháp tốt nhất là phải kiếm công ăn việc làm gì cho anh Dũng, chứ để tiếp xúc cái này mổ xong giỏ cho tháng 2 tháng đi thì anh tiếp xúc lại thì nó cũng mau mò lại. Anh đi lên đi xuống rồi anh có bỏ thẻ không, lỡ anh quên sao anh Dũng? Quên. Không quên hả? À. Chừng nữa mình đếm hay sao? Dạ, đi lên thùng nào đếm thùng mấy chứ ta thấy đường đâu kiểm. Hả? Nói chuyện nhanh nhớ. À, đi đậu mày, đi qua đây. Coi như là anh giác lên thùng nào anh nhớ thùng đó. Ừ, em để nó có hàng mi thấy rồi mắt người ta cọ tỏ nó mình báo cáo thì người ta nhìn đầu thùng ta biết. À. Còn mình giờ vậy anh đâu có đếm được nữa thì giờ báo cáo 1-200 thùng người ta kiểm lên, người ta kiểm lại. À. Rồi ví dụ em chắc hàng năm hàng 10 nó mới đếm cục thì anh nhớ, còn những ngày là anh hết nhớ đi hết biết rồi. À. Mình đếm vậy đó. Tính ra anh Dũng năm nay nhiêu tuổi anh Dũng? 50 hả? 50 lớn hơn em 3 tuổi. Đó giờ làm nặng không ai cũng nói anh già trước tuổi. Đúng rồi. Anh tính ra là nếu mà nhìn anh là khoảng 55 á. Anh còn làm nổi chứ, gặp em mà kêu mà vác cái này em vác chừng 3 thùng là em hết nổi à? Không nổi thì em cũng phải gác chứ, giờ mình tự mình cho mình, em không có nghĩ được rồi, em dám nghĩ. Ờ, cũng như là mằng không nổi cũng phải gác nha. Ờ, đặng mà vậy cuộc sống dạ. Cuộc sống hàng ngày ha. Ừ. Nếu mà anh không làm thì anh đói. Nó bắt buộc rồi mình phải làm. Cái này là cái sự bắt buộc. Chừng nào anh làm hết nổi đi em sẽ đưa anh vô nhà dưỡng lão. Cho anh ở chịu không? Dạ. Chứ giờ anh ở ngoài đây mà anh không có nhà, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là anh không có làm không nổi rồi, đâu có tiền đâu mà để sinh sống. Vậy bỏ vậy. À. Dạ. Thì chỉ có đưa anh vô nhà dưỡng lão thôi chứ. Dạ. Cho anh ở đó. Ờ, cái này trời đang mưa không râm. Cuộc sống anh Dũng là hàng ngày tiếp xúc với đất sình nè. À, ngoài giường ngoài tuột thui thủi có một mình nè. Đây là những cái đất anh Dũng mà đi đào đất là đắp lên cho người ta nè. Thôi vác thùng đó nghỉ đi anh Dũng ơi, mưa rồi. Anh Dũng thì rất là tội nghiệp nha cô chú anh chị em. Thì có cô chú anh chị em nào muốn ủng hộ cho anh Dũng thì sao thông qua số điện thoại Tiến để trên cái màn hình nha. Thì giúp đỡ cho anh Dũng nặng có một căn nhà nho nhỏ để anh Dũng ở sống qua ngày. Anh Dũng thì không vợ không con.
sống anh Dũng là mưu sinh bằng nghề lặn đất thùng để mà kiếm sống qua ngày đó cô chú. Thì Tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa cho cô chú anh chị em nào mà chưa có hiểu về Tiến quay mơ đó, thì cô chú anh chị em nên thông cảm cho Tiến. Thì Tiến đúng 7 giờ đến 7 giờ mấy thì Tiến có đăng một clip thiện nguyện là bên kênh là Hồ Tiến TV đó, thì cô chú anh chị em hãy vào đó xem. Còn cái kênh mà Tiến sông nước vui vẻ này á, thì mục đích Tiến là quay để cho vui đó, chứ dưới phần quay mơ á, thì Tiến không có kêu gọi mà cũng không giúp đỡ gì hết đó. Có ai cho tiền mơ thì Tiến chuyển lại giùm thôi, chứ Tiến không kêu gọi. Mà Tiến cũng xin thưa với cô chú và anh chị em, có thương mơ cho mơ chừng 100 đến 200 ngàn thôi, chứ không nên cho mơ nhiều tiền quá đó. Tại vì Tiến quay mơ là Tiến để kiếm tiền chi phí đổ xăng đi lại ăn uống. Tiến có sức khỏe thì Tiến mới đi giúp mọi người được, chứ mà Tiến không có sức khỏe rồi Tiến không có tiền đổ xăng, Tiến không có tiền ăn uống, làm sao Tiến đi đây. Với thứ hai nữa là tiền quỹ của Tiến thì Tiến cũng thưa với cô chú anh chị em là tiền quỹ của Tiến không có được nhiều đó. Có những cô chú anh chị em mà mạnh thường quân lớn tuổi đó, không có làm gì ra tiền nhiều thì cũng chích ra cho Tiến đi giúp đỡ. Thì mấy cô đó, mấy chị đó kêu Tiến là mỗi một hoàn cảnh là cho 200 ngàn. Nên cô chú anh chị em thông cảm, có nhiều người vô sao mà quay đã, rồi hỏi cho đã, rồi cho có 200. Thật sự mà nói mình làm clip thì mình hỏi những hoàn cảnh, mình hỏi câu chuyện nó như thế nào, đặng cho cô chú anh chị em hiểu về câu chuyện đó hơn và biết về hoàn cảnh nó hơn đó, đặng mà có hướng giúp đỡ. Chứ nhiều số anh chị em không biết cái này, thằng này nó quay nó hỏi lung tung beng trơn, nó hỏi cho đã mà cho có 200 ngàn à. Thì cái đó là cũng thông cảm cho Tiến nha, tại vì tiền của mình Hưng Quân kêu cho bao nhiêu thì Tiến làm theo bấy nhiêu, chứ không thể nào người ta kêu cho 200 mà Tiến lấy 500 hay 1 triệu cho được, làm cái đó là không đúng. Chứ phần cô chú anh cô chú là cũng lớn tuổi rồi, nên làm không có ra tiền đó, thì họ chức ra một phần nào đó để giúp đỡ. Nói chung ra là 200 ngàn, tuy rằng những anh chị đi làm có tiền 200 ngàn nó chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng một người nông dân mà để đi kiếm tiền 200 ngàn là mằng cả một ngày trời. Như anh Dũng này có bữa mằng từ sáng đến chiều, từ sáng đến trưa có nhiêu trăm mấy 200 ngàn, là cực khổ không đó. Nên cô chú anh em đừng có nghĩ là 200 ngàn nó không có là bao nhiêu, nó rất là nhiều, chứ không phải là nền nốt. Mà quan trọng nhất đó là những tấm lòng cô chú anh chị em dành cho những hoàn cảnh đó. Mấy anh chị mặn ngày vô ví dụ 1 triệu 2 triệu để cái chê nó sao cho có 200 ngàn đó. Nói chung quan trọng là ở tấm lòng, thì trước mắt thì cho nhiêu đó, rồi sau Tiến đăng clip lên thì người cô chú anh chị em mạnh thường quân thấy được những hoàn cảnh đó thì họ giúp đỡ nó tiếp. Cái đó là cái buổi ban đầu thôi. Chứ mà tùy theo cái hoàn cảnh Tiến cho nha. Nha tí mà những hoàn cảnh mà gặp quá nhiều khó khăn thì Tiến cho nhiều một chút. Hoàn cảnh nào mà không thấy khó khăn quá thì Tiến cho ít lên một chút. Tiến làm theo cái sức lực của cái tiền quỹ của Tiến, có bao nhiêu thì Tiến cho bấy nhiêu, Tiến không có thể nào mà tiền quỹ ít mà cầm mà cho nhiều được. Đau ốm bệnh hoạn nè, hay là những cái nào mà cấp bách thì Tiến cho nhiều nhiều một chút. Còn cái nào thấy tội nghiệp hay là đơn sơ thì Tiến cho ít một chút. Tiến đi làm công việc này Tiến cũng biết là cái nào đúng cái nào sai nha cô chú anh chị em, nên cô chú anh chị em hãy thông cảm cho Tiến. Mò mò làm gì anh Dũng? Mò để em đắp cho nó bằng. À, mò mò đang mà đắp cho nó liền danh đó hả? Ừ, nó liền
cái thùng kia. Thấy thấy anh Dũng khổ không? Tưởng đâu anh Dũng mà mò gì, ai ngờ nó mò coi đắp coi dắp mí chưa. Nó phải đắp nó ngay cái thùng người ta, người ta mới kiểm được là giờ anh dùng tay anh ấy không, nó mới biết nó ngay được á. Rồi. Mắt anh nhìn cũng không có được. Dán thùng đó đó nghỉ đi anh Dũng ơi. Dạ. Giờ này cũng trưa cũng mệt rồi. Dạ. Cũng là 1 giờ mấy rồi. Dạ. Làm mà sáng giờ nghỉ được rồi, mai cái anh làm tiếp nữa. Dạ. Anh đi đứng rất là khó khăn, nói chung là vẫn thấy đường nhưng mà thấy 10 phần thì thấy được 4 phần. 3 phần 4 phần à. Ủa sao nãy bỏ đẳng cái này bỏ đây? Ờ nó miễn nó ngay hàng của người ta, em bỏ clip qua. Để clip bằng luôn. Clip bằng gì nói chung là giác ở đây dài tới đẳng luôn ha. Ừ. Kêu clip bằng. Dạ, clip bằng luôn. Rồi thôi gửi tay nghỉ đi. Rồi. Rồi bữa nào mà anh mà có ở nhà đó. Dạ. Rồi điện cho chỉ đường em chạy qua nha. Dạ. Cảm ơn Vũ Tiến anh. Đặng mà coi coi cái hoàn cảnh anh như thế nào. Thứ nhất là quan trọng cái đất đai. Dạ. Nếu mà anh có cái miếng đất thì đằng này em kêu gọi chắc anh một căn nhà. Dạ. Còn nếu mà không có đất thì kêu gọi rất là khó khăn. Dạ. Tại vì cái số tiền nó cũng hơi lớn đó. Dạ. Nếu mà về mà nếu mà anh của anh có miếng đất cho anh, nói chung là cho mượn thôi cũng được đó. Chừng nào anh ở hết cuộc đời của anh thôi đó. Rồi sau đó rồi anh muốn làm thì anh làm đó. Chừng nói bây giờ về trước tiên là anh về anh hỏi thử rồi đó, bây giờ có chú Tiến muốn cho em một cái căn nhà để ở riêng, chui ra chui vô thì anh có thể cho em cũng như cho mượn đi, không nói là mình xin mà anh nói cho mượn đi, rồi em ở hết cái đời của em thôi. Rồi đất đó thì còn nói chung là đất đó cũng vẫn là của anh nói vậy đó. Dạ. Chứ em không có lấy để làm gì. Nha. Dạ. Thì anh về anh hỏi tham khảo trước đi, nếu mà có thì báo cho Tiến hay. Dạ. Thì Tiến sẽ tiến hành, Tiến phải qua rồi hỏi lại một lần nữa. Dạ. Cho nó chắc ăn thì Tiến sẽ kêu gọi cắt nhà cho anh. Ha. Vậy đi nha. Rồi, rồi dọn đồ vô đi, rửa tay đi. Anh tổng chào quý khán giả quý quý anh em đã thương rồi giúp đỡ, chúc cho quý anh em được dồi dào sức khỏe để làm thiện nguyện tiếp những cảnh đời bệnh tật được. Rồi. Rồi rồi thôi Tiến về nha. Dạ. Rồi rồi rồi. Thì Tiến cũng Tiến cũng mong rằng Tiến sẽ quay cái video này lên chia sẻ cho cô chú anh chị em hãy ủng hộ. Thì Tiến có để trên cái màn hình đó số điện thoại của Tiến đó, thì liên hệ với Tiến rồi kết bạn Zalo Tiến rồi ủng hộ cho anh có một chút tiền để Tiến xây cắt một căn nhà kiện chế nhỏ nhỏ cho anh Dũng ở nhà cô chú anh chị em. Thì Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một buổi trưa vui vẻ, dân lành, hạnh phúc, làm ăn phát tài nha. Có thương Tiến thì cho Tiến một đăng ký và nhớ ấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến. Thì đúng 7 giờ sáng Tiến có đăng clip thiện nguyện bên Hồ Tiến TV, thì mời cô chú anh chị em giờ đó xem ủng hộ cho Tiến những cái mảnh đời bất hạnh nha, ủng hộ những hoàn cảnh đó Tiến rất là cảm ơn. Chào tất cả cô chú anh chị em.